những vấn đề thời sự được cập nhật liên tục. Những vấn đề xã hội được cận cảnh từng ngày. Những nét văn hóa truyền thống độc đáo. Những trải lòng về chuyện nghề, chuyện đời. Tất cả sẽ được phản ánh đa chiều trong chương trình Camera Cận Cảnh. Tai nạn giao thông luôn là nỗi đau của toàn xã hội. Hầu hết tai nạn giao thông đều bắt nguồn từ ý thức tuân thủ luật giao thông của nhiều người dân vẫn còn thấp, với những thói quen điều khiển phương tiện giao thông không bật đèn xi nhan khi rẽ, lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu, chạy xe leo lề, đi ngược chiều và vượt đèn đỏ. Tăng mức phạt với lỗi không chấp hành tín hiệu giao thông là một trong những điểm đáng chú ý tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thay thế cho Nghị định số 46/2016, quy định này vừa chính thức có hiệu lực. Cụ thể, tại điểm A khoảng 5 điều 5 Nghị định 100 quy định phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Mức phạt hành vi này tại Nghị định số 46 trước đây chỉ phạt từ 1,2 đến 2 triệu đồng. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, điểm E khoảng 4 điều 6, quy định phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng. Mức phạt của Nghị định số 46/2016 cùng với hành vi là 300 đến 400.000 đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển các phương tiện vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Thế nhưng, mức xử phạt trên dường như vẫn chưa đủ sức răn đe đối với nhiều người tham gia giao thông. Cụ thể, qua những hình ảnh dưới đây. Theo nghị định mới, nghị định 100, tôi thấy cái mức phạt mà khi vượt đèn đỏ tăng lên là thích hợp. Nhưng mà vẫn còn có một số người vẫn còn vi phạm, giam bằng họ 1 đến 2 đến 3 tháng, 3 đến 6 tháng gì đó để nó răn đe thêm. Theo tôi là cái mức phạt mà vượt đèn đỏ thì nó quá rẻ và quá nhẹ so với cái mức thu nhập bây giờ, thành ra là mình phải nên tăng cái giá phạt vượt đèn đỏ lên. Và vượt đèn đỏ là mình phải xét trường hợp như thế nào, nhưng mà tốt nhất là cái ý thức lái xe của mọi người. Phạt 500 hoặc triệu là không quan trọng lắm. Thì tôi nghĩ là nên giam giữ xe và giam bằng lái xe khoảng 5-10 ngày gì đó. Phạt càng nhiều thì người ta càng mới sợ. Thì lúc đó thì người ta mới tự giác ý thức nhiều hơn. Thì đối với Nghị định 100 mà chính phủ vừa ban hành thì anh cũng có theo dõi qua, thì đa số tất cả các khung hình phạt nó đều tăng nặng hơn trước. Thì anh thấy cái mức tăng đó tới thời điểm hiện tại bây giờ thì anh nghĩ là nó cũng sẽ có góp phần răn đe hơn để cho mọi người là có nâng cao ý thức hơn. Tại vì hình phạt nặng nó sẽ dẫn đến là người ta sẽ bị tổn thất và người ta sẽ nhớ kỹ hơn và người ta sẽ nhắc nhở những người xung quanh, bạn bè và bản thân người ta sẽ tuân thủ tốt hơn để không bị phạt nữa. Khi chứng kiến hoặc xem những vụ tai nạn giao thông qua các phương tiện truyền thông thì có lẽ ai cũng bày tỏ nỗi sợ hãi của bản thân mình. Nhưng dường như nhiều người cũng dễ dàng quên ngay. Tại sao chúng ta có thể đốt rất nhiều thời gian trong các quán nhậu, quán cà phê nhưng lại không kiên nhẫn tuân thủ luật giao thông trong vòng vài phút, vài chục giây để bảo vệ tính mạng cho chính mình? Tất cả là do ý thức của con người. Bây giờ người ta đang đậu lên, lấn lên qua khỏi cái đèn đỏ luôn. Rồi người ta đâu có còn nhìn cái đèn đỏ ở phía đó được. Người ta nhìn đèn đỏ đối diện và người ta chạy theo quán tính. Cứ người này chạy thì người kia mới chạy, chứ không cần coi đèn đỏ, đèn xanh gì hết. Đậu như vậy thì người đi bộ người ta nhát, người ta ngại, người ta không dám băng qua. Nhưng mà nếu mà tai nạn xảy ra thì người đi bộ người ta chịu hoàn toàn thiệt thôi. Bản thân tôi thì lúc trước cũng có chạy xe tải với taxi. Tôi cũng hiểu rõ là vượt đèn đỏ là nó rất là dễ gây ra tai nạn.
bản thân tôi nhiều khi cũng không có kiên nhẫn để mà chờ đèn đỏ nên nên là có những lúc sẽ vượt đèn đỏ, nhưng mà bây giờ, hiện tại bây giờ thì cải thiện là cán cố gắng hết mức là để cho nó không có chạy như tình trạng gì nữa. Tại vì nghĩ là nếu mà lỡ vượt đèn đỏ thì có xe khác nó chạy băng qua thì mình sẽ gây tai nạn. Thường những cái lỗi mà bản thân tôi hoặc là nhiều người, thứ nhất là lấn làn thì cứ còn một hai giây hoặc là đèn vàng như là người ta phải tăng tốc cho nó qua. Đã đâu phải lúc nào mà chốt giao thông nào cũng có cảnh sát giao thông và thổi phạt được đâu. Thì có thể lâu lâu người ta nói ơi lâu lâu bị thôi đóng phạt. Có một lần á là ông xã cô chở cô đi vậy đó, tông ra muốn xém đụng mà ông xã cô á lẹ tay em thôi, không lẹ tay là cũng bị tai nạn rồi. Mình nghĩ thường á những người như vậy là họ đã rồi là không biết sợ rồi. Thì cái ý thức đó là đã nếu mà ăn cho máu họ là họ đã không biết sợ thì lúc đó họ sẽ không còn quan tâm là phạt hay gì. Mình thấy nhiều nhất là trường hợp mà còn 5 hoặc là 5 giây, 4 giây đổi lại á thì hầu như là những người đằng sau lưng hay bóp còi để mà kêu mọi người phía trước chạy cho nhanh đi. Có lẽ là chắc do mọi người tranh thủ thời gian để mọi người đi, tại vì đường xá giờ nó cũng kẹt nhiều quá. Và có thể là họ tận dụng những cái dây đèn cuối đó thì cả hai đều tận dụng, thành ra là trong cái thời điểm đó thì nó sẽ rất là dễ xảy ra tai nạn. Trễ giờ nên vượt đèn đỏ, tay lái cứng nên không sao đâu, đâu có cảnh sát giao thông đâu mà sợ, là những biểu hiện cụ thể của việc không tuân thủ luật giao thông của không ít người dân hiện nay khi tham gia giao thông trên đường phố. Tai nạn giao thông, kẹt xe, ùn tắc do người dân không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông vẫn còn diễn ra thường xuyên. Dù đã được các phương tiện truyền thông đưa tin, nhưng điều này vẫn chưa thực sự thay đổi mạnh mẽ. Khi du khách nước ngoài đến Việt Nam, một trong những điều gây bất an nhất cho họ chính là giao thông. Từ đó, hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam cũng xấu đi phần nào trong đôi mắt của bạn bè quốc tế. Giờ đây, để đường phố không còn là nỗi ám ảnh cho mọi người về tai nạn, kẹt xe, ùn tắc, mỗi người dân hãy tuân thủ luật giao thông một cách nghiêm túc, trong đó có việc chấp hành đèn tín hiệu giao thông. Qua đó, mỗi người dân đã góp phần xây dựng cho giao thông trên cả nước và tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng an toàn hơn và văn minh hơn. Theo cái thói quen là không phải là sợ luật, mà là sợ màu áo giao thông. Đâm ra là không có giao thông trật thì người ta cứ coi như là hơi thở vậy đó. Thấy nó bình thản như hơi thở. Nhưng mà khi mà có tai nạn xảy ra thì cái hậu quả nó rất là nghiêm trọng. Một cái vượt đèn đỏ rất là đơn giản vậy thôi, nhưng mà cái hậu quả đó rất là nặng nề, là tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nè, ảnh hưởng tới xe cộ nè, rồi ảnh hưởng tới trật tự xung quanh nè. Nó làm cho cái trị an của mình nó mất đi, cái vẻ mỹ quan của đô thị nó đẹp. Trong an toàn giao thông người ta có câu là nhanh một phút chậm một đời, là nên là tôi khuyên mọi người là nên nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Mọi người nên hạn chế việc vượt đèn đỏ nhiều hơn và thức dậy sớm hơn hoặc là làm gì đó sớm hơn để có thời gian nhiều hơn mà mình có thể chạy xe từ từ đi làm hoặc là không có thể mà vi phạm pháp luật nữa. Đây là hình ảnh được camera an ninh ghi lại tại cửa hàng bán gạo ở mặt tiền đường vào một buổi tối. Phía trước cửa hàng có một chiếc xe gắn máy. Một thanh niên đi bộ đến, đội nón bảo hiểm, vừa đi vừa nghe điện thoại. Anh ta sẽ bị giật điện thoại chăng? Hay là một vụ tai nạn xảy ra khi anh ta đi bộ dưới lòng đường? Khi đến chiếc xe máy, anh ta vẫn nghe điện thoại, nhưng tay còn lại thì thực hiện một hành vi trộm, phá khóa chiếc xe máy. Sau đó tên trộm lấy chiếc xe trộm được và tẩu thoát. Mời quý vị xem tiếp hình ảnh vụ trộm thứ hai. Hình ảnh này được camera an ninh ghi lại tại một con hẻm. Phía trước các ngôi nhà này có những chiếc xe máy. Có lẽ đây là thói quen của người dân tại đây. Tại ngôi nhà này, một thanh niên từ ngoài bước vào, vừa đi vừa ngó nghiêng, dòm vào trong nhà như đang có ý đồ xấu. Phải chăng anh ta muốn trộm một trong những chiếc xe này? Mời quý vị cùng theo dõi. Tại con hẻm này có một người mặc áo tài xế xe ôm công nghệ đang đứng cùng hành khách. Có lẽ họ đang chuẩn bị cho chuyến hành trình. Sau khi xe họ rời đi, thì một lát sau, có một người thanh niên đi bộ tiến thẳng vào trong sân của ngôi nhà này, vừa đi vừa dòm ngó xung quanh. Trông anh ta rất khả nghi. Bất ngờ, đây chính là người khách ngồi phía sau chiếc xe ôm công nghệ hồi nãy. Anh ta có phải là tên trộm? Đúng như thế,
anh ta muốn trộm chiếc xe máy đậu ngay trước cổng. Nhưng tại sao anh ta không chọn một trong hai chiếc xe phía ngoài đã quay đầu sẵn mà lại chọn chiếc xe này? Hóa ra chiếc xe mà anh ta chọn có gắn sẵn chìa khóa. Anh ta chỉ nhẹ nhàng dắt chiếc xe ra ngoài và rồ ga tẩu thoát mà không gặp trở ngại nào cả. Còn người mặc áo xe ôm công nghệ phải chăng là đồng bọn? Chính sự chủ quan của những người để xe máy đã tạo điều kiện cho bọn trộm ra tay. Có lẽ họ nghĩ rằng xe đậu ngay trước cửa thì không sao. Nhưng đối với bọn trộm, xe đậu ở đâu không quan trọng. Miễn chủ xe hớ hên thì chúng sẵn sàng hành động. Các hai vụ trộm đã gửi thêm một bài học đáng nhớ đến hai chủ nhân của hai chiếc xe bị trộm. Mà cái giá cho bài học đó là tài sản của chính họ. Mọi người hãy chia sẻ chương trình camera cận cảnh đến cộng đồng để mỗi người nâng cao cảnh giác hơn nữa trước bọn trộm cắp. Chia sẻ yêu thương, chia sẻ từng con chữ, từng cuốn sách cho những nơi cần và rất cần. Hơn một năm qua, những người thực hiện chương trình Camera Cận Cảnh đã quay trở lại với kho sách của anh Nguyễn Tú Anh và những người bạn. Nơi đây đã khác hơn nhiều. Nhiều sách hơn, nhiều cây xanh hơn và nhiều tấm lòng hơn. Từ con số 150 thư viện tính từ tháng 4 năm 2018, anh Nguyễn Tú Anh và các thành viên trong nhóm đã xây dựng được 504 thư viện trên toàn quốc tính đến tháng 5 năm 2020. Gần 1.000 góc học tập cho trẻ em ở khắp các bản làng vùng sâu vùng xa. Gần 10 ngôi nhà dành cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đang xây dựng cụm trường bao gồm các lớp mầm non, tiểu học, ký túc xá cho thầy cô tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, một huyện miền núi giáp với Lào. Công trình này được sự tài trợ của nhiều người. Đó là những cố gắng không ngừng nghỉ của anh Nguyễn Tú Anh và những người bạn trong suốt chặng đường vượt qua. Tết thế giờ thì chúng mình không có đi lên được các cái bản xa để làm chương trình cho các bé cũng như mang sách cho các bé. Nên là chúng mình mở ra một cái hoạt động khác rất là bổ ích. Cuộc thi các bé viết về quyển sách yêu mà các bé yêu thích, cả ba đối tượng. Thứ nhất là các bạn học sinh viết về quyển sách yêu thích. Thầy cô viết về những cái hoạt động thực tế mà thầy cô đã làm ở cái trường và trong gia đình cũng như là ở trong cộng đồng. Bố mẹ các bé thì viết về những cuốn sách và cùng con đọc. Có 5 giải thưởng lớn là mỗi giải thưởng 10 triệu. Đó, và hàng ngàn giải thưởng nhỏ. Cho tới điểm này thì chúng mình đã trao một giải thưởng cho một bạn là đồng bào dân tộc Thái viết rất hay về một cái chú cá heo 52HZ. Nói chung là rất là tuyệt vời. Có những bé lớp 1, lớp 2 thôi, nhưng mà các bé viết về những chuyện như nàng Bạch Tuyết là 7 chú lùn hay là cô bé bắn diêm, với những hình nhưng rất là ngộ nghĩnh, rất là đáng yêu. Bây giờ lên tới hàng nghìn cái bài dự thi của các bé từ khắp bản xa gửi về chúng mình. Nét chữ tuyệt vời. Với số lượng bài dự thi gửi về rất là lớn. Ngoài mình ra còn rất nhiều bạn phụ mình để cùng chấm các bài dự thi của các bé đọc về. Chứ một mình làm thì không nổi. Ngoài những cái nội dung về những cuốn sách các bạn đọc, còn nói lên được cái tâm hồn của các bé trong đó. Chính người lớn chúng mình cũng phải học hỏi. Góp sức chở từng con chữ đến cho các bé cũng là chở niềm vui, niềm hy vọng. Giờ đây nhiều em biết viết, biết đọc. Những người làm dự án rất vui khi nhận được những bài viết ngộ nghĩnh này của các em. Về mặt kinh phí để chúng mình làm các cái hoạt động đó, thì là từ của rất là nhiều người đóng góp, thầm lặng đứng ở phía sau chúng mình. Thế là chúng mình thực sự là giống như xây một ngôi trường thì cũng tốn rất là nhiều tiền. Hay là mua những quyển sách thì thực sự là cũng tốn rất là nhiều tiền vì chúng mình gửi đi một lượng sách rất là lớn. Cái khoảng cách từ 504 thư viện ở thời điểm hiện tại chúng mình đã đạt được cho tới trong năm nay là 1.001 thư viện. Thế chúng mình phải nỗ lực rất là nhiều. Cái gì cũng phải đánh đổi thôi. Tất cả những cái nhu cầu về cá nhân mình đã dành toàn bộ thời gian cho cái việc mang sách cho tới các bạn nhỏ, các hoạt động mà mang yêu thương tới khắp nơi nơi. Một cây làm trắng nên non. Gác lại những nhu cầu cá nhân, Nguyễn Tú Anh và các tình nguyện viên dành một khoảng thời gian không nhỏ để thực hiện thành công dự án 101 thư viện nơi bản xa. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cả ekip không nản lòng, không bỏ cuộc, bởi vì có rất nhiều trẻ em luôn trông chờ những cuốn sách của các anh chị. Bao nhiêu là đủ?
Chính anh Nguyễn Tú Anh cũng không biết bao nhiêu là đủ, nhưng anh luôn cần rất nhiều sách. Chính vì thế, ngoài việc huy động mọi người, anh tự đóng kệ, thiết kế với kho sách có một vườn cây nhỏ. Việc mua bán những chậu cây này đã giúp anh có thêm thu nhập để mua sách. Trong cái thời gian sách và các cái hoạt động bị tạm ngưng rồi đó, mình đã trồng thêm cây, rất nhiều cây, rất nhiều hoa để tạo lên một cái khu vườn, một cái kho sách này. Thứ nhất là mình để tăng thu nhập với việc bán cây. Cái thứ hai là tạo ra một cái không gian giàu oxy hơn, giàu màu xanh hơn. Chăm sóc mỗi chậu cây như chăm sóc tình yêu thương của một người anh trai, một người bạn dành cho các em nhỏ. Và anh không biết từ khi nào, việc chăm sóc tình yêu thương đó như một thói quen khó bỏ của mình. Chúng mình còn thường xuyên liên lạc với các thầy cô ở khắp bản xa để cập nhật tình hình về đọc sách cũng như là hoạt động thư viện. Chúng mình thực sự cũng rất là giàu ước mơ. Cũng rất mong rằng các bé có một tương lai sáng hơn. Có thể là 1 năm, 2 năm hoặc 5 năm, 10 năm nữa chúng mình quay lại những ngôi bản làng đó thì đã sẽ gặp được những cái bạn mà đã đọc rất là nhiều những quyển sách mà Chủ nhật yêu thương chúng mình đã gửi tới, đã dựng những cái thư viện lên, hay là những các bạn ngồi trên những cái góc học tập mà chúng mình lắp từng nhà các bạn đó học lên tới cấp 3, học lên tới đại học, rồi quay trở về gặp những cái bạn sinh viên, người đồng bào dân tộc, hay là những bạn là công chức hay là kỹ sư hay bác sĩ, cao hơn nữa là có thể đi du học ở các nước phát triển để mang kiến thức cũng như là những cái kỹ năng về để xây dựng cho cái bản làng bạn ấy văn minh hơn, giàu đẹp hơn. Bước sang năm thứ tư gắn bó với hoạt động Chủ nhật yêu thương 1001 thư viện, chị Minh Nguyệt vẫn tràn đầy cảm xúc khi nhắc đến những chuyến đi. Đến với nhóm Chủ nhật yêu thương thì tôi chỉ có phụ vòng ngoài thăm gom sách đồ gì dùng cùng các bạn. Nhưng mà nhiệm vụ chính của tôi là hoạt động hỗ trợ trong bếp, nấu ăn. Ngoài cái việc đem sách ra thì chúng tôi còn đem đến cho các bé những cái món ăn như là món hải sản, về tôm, mực. Còn những lần đó thì tôi đi theo các bạn để hỗ trợ việc bếp núc và làm những món ăn đó. Bản thân tôi thì đã có gia đình và có con nhỏ trong cùng lứa tuổi với các bé trên bản. Nhưng mà tôi rất là ngưỡng mộ khi đến đó và có những dịp dẫn con đi theo cùng để nhìn rõ những cuộc sống của bé này đó, thì tôi rất là ngưỡng mộ cái sự vượt khó trong cái quãng đường đi học và việc làm để hỗ trợ cha mẹ để hoạt động tốt cái việc học. Tôi rất là ngưỡng mộ các bé trên đó. Rất mong là chương trình sẽ duy trì đến khi nào mà có thể vẫn làm được. Và trong cái sức của tôi thì tôi sẽ hỗ trợ rất hết mình. Mình tham gia được 4 năm rồi. Và trong tất cả các chuyến đi bạn thì mình đều tham gia hết. Công việc hiện tại của mình là giáo viên dạy giáo dục đặc biệt, nên là khi tiếp xúc với các bé thì mình thấy rất là thích và mình không hề bỡ ngỡ gì với các bé. Mình cảm giác các bé rất là vui, tươi, thân thiện, làm cho mình rất là thích. Dạy tiếng Việt cho các bé đọc, cho các bé hát, cho các bé múa, rồi các bé dạy lại cho tụi em tiếng của đồng bào các bé, rồi dẫn tụi em đi tắm hồ, dẫn đi bắt gà, rồi đi hái rau rừng, vui lắm. Tụi em thì mong muốn các bé ham học hơn, không có bỏ học giữa chừng, yêu với chữ hơn và để vươn lên trong cuộc sống để có tương lai tốt đẹp hơn á. Hành trình Chủ nhật yêu thương với 1001 thư viện đưa sách đến với những nơi đang cần sách là hoạt động đáng trân trọng và đáng cổ vũ của những thanh niên tình nguyện. Chở sách đến với các em thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa chính là chở niềm vui, đưa những người bạn tốt đến với những trẻ em nghèo có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hy vọng anh Nguyễn Tú Anh cùng những tình nguyện viên sẽ đưa sách đến nhiều bản làng hơn nữa để dự án 1001 thư viện sẽ được hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Những người quan tâm và muốn tham gia hành trình Chủ nhật yêu thương vui lòng truy cập vào trang fanpage này để cùng chung tay hợp sức làm những việc tốt cho cuộc đời. We'll be right back.